Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp một chiếc quạt Nhật đến từ thương hiệu Nationa. Chiếc này là zin mộc, đẹp keng nha. Chiếc này chỉ cánh 25 thôi nha các bác. Chiếc này cũng cực độc luôn á. Cái dạng hàng sưu tầm để mình vừa vạt vừa trưng bày rồi. Cái này của nó, logo của nó là sáng tròn nha, quá đẹp nè, chói chang luôn, zin đồng bộ hết, lòng này lòng zin luôn nha các bác. Em chỉ là vệ sinh lau chùi thôi. Đây, Nationa cấp độ là 4 số, cánh là lành tích nha. Hoặc Nhật thì điện của nó là điện zin 100V nha các bác. Em vẫn để nguyên zin, về bác nào thích thì lắp cục nguồn vào. Đây, lòng này cũng còn nguyên zin nha các bác, nó có đầu bóng nha. Mấy cây này tiễn không à. Cái này nó có túp lăng, kéo lên thì nó sẽ quạt tại chỗ, còn mình nhấn xuống thì nó sẽ quay. Còn cái con chuồn chuồn này á là để siết lại cho nó không gật gù tới lui. Dây này cũng dây zin luôn nha, dây của Nationa. Đây, quạt là lành tích hết trơn, không bị mẻ chỗ nào hết. Có mẻ thì em báo mẻ cho các bác để các bác mua cho nó dễ. Cái cổ này là xài bằng bi nha, cho nên là mình bẻ nó rất dễ, nó không sao hết. Nhiều chiếc nó đâu có bi này, mình bẻ là nó sẽ gãy. Đế dưới là đế sắt luôn nha các bác. Cái này dính bông. Bác nào thích thì alo trực tiếp em nha, và kết bạn Zalo qua số điện thoại. Quá đẹp luôn, đồng zin không có làm gì, nó đẹp sẵn rồi. Em xin kết thúc video nha. Chào các bác.